Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Vào buổi tối ngày 19 tháng 3 thì đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên trên đất Indonesia chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà. Các bạn cũng có thể đọc ở đâu đấy trên mạng xã hội vào trưa nay về những phát biểu của huấn luyện viên Trussier với người hâm mộ Việt Nam, hay chính xác hơn là những người đang hướng sự chỉ trích về phía chiến lược gia người Pháp sau một năm với nhiều thành tích không thực sự khả quan. Dẫu vậy, bản thân chiến lược gia này vẫn tỏ ra tự tin và lạc quan trong hành trình sắp tới tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại đất nước xứ sở vạn đảo và đây là buổi tập không có truyền thông tác nghiệp. Và theo như chia sẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì huấn luyện viên Trussier tiếp tục triển khai các giáo án quen thuộc. Tuy nhiên, cường độ vận động được đẩy lên cao nhằm giải phóng sức ý cho cầu thủ. Chiến lược gia người Pháp đang có trong tay lực lượng sung sức nhất và không có trường hợp nào bị chấn thương hay có vấn đề về sức khỏe. Cũng theo thông báo của AFC, thì để duy trì chất lượng mặt cỏ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển đều không được thi đấu tại sân chính thức. Cầu thủ sẽ chỉ được tham quan sân vận động Gelora Bung Karno vào sáng cùng ngày nhằm có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu. Sau đó sẽ tập trên sân tập trước đó. Nhiều người nghĩ cách làm của tôi không phù hợp, thậm chí có người còn nghĩ tôi phá hoại bóng đá Việt Nam. Tôi hiểu hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung làm những gì có thể cho bóng đá Việt Nam. Nhiều người bây giờ có thể không tin tưởng tôi, có thể họ thu thập thông tin qua mạng xã hội. Nhưng mọi người yên tâm, đội tuyển sẽ luôn nỗ lực hết mình. Với vai trò là huấn luyện viên trưởng, tôi luôn sẵn sàng đương đầu với những sóng gió. Tôi tin sau lưng tôi là những chiến binh, những cầu thủ sẵn sàng chiến đấu hết mình. Đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Trussier tại buổi họp báo trước trận đấu với Indonesia. Câu chuyện về niềm tin dành cho chiến lược gia người Pháp đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trước cuộc đối đầu với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam có mặt ở Indonesia vào buổi chiều ngày 19 tháng 3. Toàn đội không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhanh chóng bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno vào tối cùng ngày. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta cũng khá dễ chịu, nên cầu thủ cũng tỏ ra hứng khởi và thoải mái khi bước vào buổi tập. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Philippe Trussier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc, tương tự như các buổi tập gần đây. Tuy nhiên, cường độ vận động được đẩy lên cao hơn nhằm giải phóng sức ý cho cầu thủ. Nhìn chung, lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện tại đều có được thể trạng sung sức nhất. Không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Trận đấu với đội tuyển Indonesia tới đây dự sẽ là thử thách khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước ngày bóng lăn, thầy trò huấn luyện viên Trussier đã phải đối diện với khó khăn khác mang tên sân tập. Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Gelora Bung Karno vào tối ngày 20 tháng 3. Tuy nhiên, mặt cỏ thi đấu trên sân Bung Karno lúc này vẫn chưa kịp hồi phục sau sự kiện âm nhạc được tổ chức tại đây cách đây một tháng. Bởi vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á thông báo cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên mặt sân này nhằm bảo dưỡng mặt cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3. Sau những chuỗi kết quả thi đấu không tốt của đội tuyển Indonesia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong trước Asian Cup, người hâm mộ Garuda đã tỏ ra hết kiên nhẫn với đội nhà và đòi có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Dù có được thành tích khả quan tại Asian Cup 2023 vừa qua, những sự hoài nghi đặt cho chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn đó và trận đấu tới đây trước sự cổ vũ của 77.000 khán giả là cơ hội để huấn luyện viên Shin Tae-yong và học trò chứng minh Garuda đang đi đúng hướng. Một chiến thắng đẹp, một chiến thắng áp đảo là điều mà huấn luyện viên Shin Tae-yong mong muốn hướng đến lúc này. Và ở chiều ngược lại thì đó sẽ là sức ép cực lớn cho huấn luyện viên Trussier và các học trò. Chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến trên truyền thông của cả hai nước và ở trên sân, đó cũng là một trận chiến đầy thách thức. Đội tuyển Indonesia chỉ thắng Việt Nam với cách biệt tối thiểu 1-0 ở vòng chung kết Asian Cup vừa qua với pha lập công trên chấm phạt đền. Thế nhưng nói như vậy không đồng nghĩa với việc hàng công của đội bóng xứ vạn đảo không hay. Thực tế khi đó đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong đã nhiều lần khiến hàng thủ đội tuyển Việt Nam phải toát mồ hôi hột với lối chơi tấn công vỗ mặt. Bộ ba Marcelinho, Ferdinand, Justin Hapner và Raphael Trigg thường kết hợp để luân chuyển quả bóng lên phía trên càng cao càng tốt. Đến hiện tại, sự đáng gờm của hàng công của đội tuyển Indonesia dự sẽ không thuyên giảm, ngược lại còn tăng lên với sự bổ sung của những gương mặt chất lượng, trong đó phải kể tới Ragnar Orasmogen. Orasmogen là mẫu tiền vệ tấn công, hiện khoác áo câu lạc bộ Fortuna Sittard. Tuy nhiên, Ragnar Okamogen không đủ điều kiện tham dự trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno. Bởi vậy, nhiều khả năng huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn sẽ giữ nguyên bộ ba Marcelinho, Ferdinand, Justin Hapner và Raphael Trigg trên hàng công trong màn tái đấu đội tuyển Việt Nam sắp tới. Và khi đó, hàng công của Indonesia có thể vẫn sẽ đánh nhanh và trực diện. Điều này đặt ra thách thức cho hàng thủ của chúng ta, buộc các trung vệ phải duy trì được cự ly để kèm người, hạn chế tối đa các tình huống để đối thủ dùng tốc độ và thoát xuống. Nói về mặt thể lực thì đội tuyển Việt Nam khó có thể so được với cầu thủ nhập tịch của đối phương. Bởi vậy, để tránh những tình huống tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua tốc độ với cầu thủ trên hàng công của đối phương, hàng thủ của những chiến binh sao vàng cần phải chọn vị trí hợp lý để chủ động ngăn chặn.
Bên cạnh đó, các tuyến trên của đội tuyển Việt Nam cũng cần phải chủ động đánh chặn từ xa, qua đó giảm sức ép cho các đồng đội làm nhiệm vụ gần khung gỗ. Đó là những phân tích về hàng công của đội tuyển Indonesia cho trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Trussier hẳn hiểu được sự nguy hiểm này, đặc biệt là sau thất bại tại Asian Cup 2023 vừa qua, trận đấu mà những chiến binh sao vàng đã thất bại toàn tập cả về thể lực, cả về chiến thuật và cả về yếu tố tinh thần trước dàn sao của Garuda. Ở lần hội quân lần này, yếu tố thử nghiệm sẽ không còn nữa, kinh nghiệm trận mạc, kinh nghiệm đối đầu Indonesia và kinh nghiệm thi đấu tại chào lửa Bung Karno sẽ là điều được ưu tiên. Sự trở lại của Tiến Linh mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Tuy nhiên, sẽ không dễ để chân sút sinh năm 97 của đội tuyển Việt Nam có thể phát huy được bản năng sát thủ của mình trước một hàng thủ kiên cố của đội tuyển Indonesia. Hàng thủ của đội bóng xứ Vạn Đảo đang xuất hiện khoảng trống lớn khi mà bộ ba hậu vệ Enkan Bagot, Jordi Amat và Janske Sayuri dính chấn thương. Trong đó Enkan Bagot và Jordi Amat là những trung vệ, còn Janske Sayuri là hậu vệ trái. Khó khăn là điều rõ thấy, song huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn còn trong tay những nhân tố chất lượng để xây dựng một hàng thủ vững chắc cho đội tuyển Indonesia. Theo đó, chiến lược gia người Hàn có thể sử dụng trung vệ nhập tịch mới là JEZ để khỏa lấp vị trí của Enkan Bagot. Với chiều cao lên tới 1m91, JEZ có lợi thế lớn trong các pha tranh chấp trên không. Thi đấu ngang hàng với JEZ dự sẽ là bộ đôi Ricky Ridho và Prathama Arhan. Ricky Ridho có sự nhanh nhẹn và linh hoạt để ngăn chặn những tiền đạo giàu kỹ thuật bên phía đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này cũng không còn xa lạ với lối chơi của chúng ta khi từng đối đầu với U23 Việt Nam huấn luyện viên Trussier tại bán kết SEA Games 32. Trong khi đó, Prathama Arhan cũng là đối thủ quen mặt với các đội bóng Việt Nam. Cầu thủ này từng được coi là khắc tinh với nhiều đội bóng với những pha ném biên cực mạnh, mở ra cơ hội dễ dàng cho đội nhà ghi bàn. Bên cạnh Prathama Arhan, cầu thủ vừa mới nhập tịch thành công, Thua Aon sẽ là ứng viên nặng ký cho vị trí hậu vệ cánh trái. Để vượt qua dàn hậu vệ giàu thể hình và thể lực bên phía Indonesia, hàng công của đội tuyển Việt Nam đòi hỏi phải có những cầu thủ nhanh nhẹn và giàu kỹ thuật. Theo đó, người hâm mộ có thể chờ đợi vào những tình huống tạo đột phá của Quang Hải, màn xé gió của Văn Toàn hay bản năng sát thủ và cái duyên ghi bàn của Tiến Linh vào lưới đội bóng xứ Vạn Đảo. Thách thức với chính huấn luyện viên Trussier thì cũng là một thách thức thực sự với tham vọng huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trong một bài chia sẻ gần đây trên truyền thông Việt Nam của một cổ động viên Indonesia với đại ý rằng họ đang không thực sự hài lòng với việc nhập tịch ồ ạt và đẩy những cầu thủ nội lên băng ghế dự bị. Điều này làm mất bản sắc, mất đi tinh thần chiến đấu của Indonesia. Sức ép từ chính các cổ động viên đội nhà đang khiến ông Shin Tae-yong đặt quyết tâm cao nhất cho trận đấu này. Cũng như chính chia sẻ của chiến lược gia người Hàn Quốc phản bác lại quan điểm của Duy Mạnh về việc Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia và đấu với Hà Lan. Tất cả đều lạc quan và hy vọng chiến thắng vẻ vang trước thầy trò luyện viên Trussier là bàn đạp lấy lại niềm tin từ người hâm mộ nước nhà. Ngôi Á quân AFF Cup 2022 có thể coi là thành công lớn đối với đội tuyển Indonesia. Đó không chỉ là thành công của một tập thể, hơn thế, nó còn là thành công của cả một kế hoạch dài hạn mà bóng đá nước này đã lập ra. Khi đó người ta chứng kiến một Indonesia với dàn lực lượng trẻ hóa nhưng thi đấu đầy tự tin và chững chạc. Thậm chí nếu may mắn hơn, họ đã có thể thắng Thái Lan trong trận chung kết để lên ngôi vô địch với dàn măng non. Tuy nhiên, nhiều nhân tố trong đội hình của đội tuyển Indonesia lúc bây giờ lại xóa tên trong danh sách tập trung hiện tại. Theo vào đó, 11 cầu thủ nhập tịch. Nhìn vào dàn lực lượng này, nhiều người hâm mộ Indo phải thốt lên rằng đây giống một câu lạc bộ nào đó hơn là một đội tuyển quốc gia thuần túy. Có thể sức mạnh của đội tuyển Indonesia với sự bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch sẽ được tăng cường, song về tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo thì có lẽ sẽ giảm phần nào so với đội hình nguyên bản. Bởi dù sao thì các cầu thủ nhập tịch cũng có khoảng thời gian gắn bó chưa đủ lâu với bóng đá Indonesia, nên việc họ thi đấu với 100% lòng yêu nước là điều chưa chắc. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện tại có thể bị hoài nghi, song có một điều chắc chắn là cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm cao nhất. Chính điều này cũng được huấn luyện viên Trussier khẳng định ở buổi họp báo trước trận gặp Indonesia. Tôi đã làm việc với cầu thủ được một năm và tôi tin chúng tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực chiến. Asian Cup vừa qua dù không mang lại kết quả như mong muốn, nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch được những kinh nghiệm quý báu. Trận thua Indonesia ở Asian Cup vẫn mang về điểm tích cực, tiêu biểu là ở hiệp 2. Chúng tôi đã thể hiện tốt và tôi nhắc cầu thủ hãy đá như thế ở trận tới. Trận đấu này là một thử thách lớn nhưng chúng tôi thích những thử thách, huấn luyện viên Trussier nhấn mạnh. 20:30 ngày 21 tháng 3, trên sân Bung Karno, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indo. Tưởng như áp lực chỉ đến với huấn luyện viên Trussier, nhưng ông Shin Tae-yong cũng đang phải chịu đựng nhiều tương tự đến từ người hâm mộ nước nhà. Chiến thắng là điều ai cũng mong muốn ở trận đấu tới, nhưng sẽ chỉ có một người được sướng tên. Bạn nhận định thế nào về cuộc đấu sắp tới? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh bình luận viên Anh Quân Bóng Đá Việt Nam.